khi huấn luyện viên Trucci bắt bệnh cho đội tuyển Việt Nam. Một tuần tập luyện đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philip Trucci được tóm gọn trong mệnh đề chuyền và chuyền. Nhà cầm quân người Pháp trộn lẫn đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, với quân số tập luyện luôn lên đến 50-55 cầu thủ trên cùng một sân, chia đội thành 4 nhóm khác nhau. Dù thiết kế nhiều bài tập, nhưng nội dung đều hướng tới cải thiện kỹ năng kiểm soát bóng cho cầu thủ. Huấn luyện viên Trucci yêu cầu học trò phải chuyền bóng chuẩn mực về mặt kỹ thuật, tốc độ lẫn hướng bóng để đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi. Di chuyển hợp lý nhằm mở ra không gian và lựa chọn chuyền bóng, khống chế bước một gọn gàng, luôn mở rộng thân người và hướng về phía trước. Những bài tập chuyền bóng và di chuyển được ông Trucci xoay liên tục theo nhiều dạng khác nhau nhằm mang tới sự mới mẻ cho học trò. Đây cũng là nét độc đáo của chiến lược gia 68 tuổi. Thay vì chia từng vị trí để tập các bài chuyên biệt, cả đội tuyển Việt Nam ở mọi vị trí đều phải học kiểm soát bóng, tập luyện đến khi nhuần nhuyễn, đáp ứng mọi tiêu chí ông Trucci đưa ra. Dưới thời ông Trucci, cầu thủ quen dần với mặt sân tập luyện nhỏ hơn. Thường chỉ tập trên nửa sân hoặc 1/3 sân. Ban huấn luyện luôn dồn cầu thủ vào không gian chật hẹp, chủ yếu phát triển theo chiều ngang để mô phỏng các tình huống bị đối thủ gây sức ép hay quay rác. Chuyền bóng nhanh hơn, tốc độ hơn, di chuyển chủ động hơn là những khẩu lệnh quen thuộc của ông Trucci, khiến đội tuyển Việt Nam mướt mồ hôi để theo kịp. Kiểm soát bóng chắc chắn cũng là điểm khởi đầu của mọi ý tưởng ông Trucci muốn áp dụng. Đội tuyển Việt Nam bay cao dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo nhờ nền tảng phòng ngự phản công, với một khối phòng thủ chắc chắn biết giữ cự ly để bảo vệ khung thành. Cùng tuyến tiền vệ, tiền đạo nhạy bén trong phản công. Nhờ triết lý phòng ngự thận trọng của ông Park, đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết ASEAN Cup hay vòng loại thứ 3 World Cup chỉ trong 5 năm, 2018-2022. Tuy nhiên, việc quá chờ đợi vào hàng thủ cùng những pha phản công khiến đội tuyển Việt Nam lép vế toàn diện trước những đội hàng đầu châu Á, thay đổi não trạng của một tập thể đã quen với khuôn mẫu phòng ngự phản công chuyển sang tấn công chủ động luôn đòi hỏi thời gian. Minh chứng là ở các buổi tập, ông Trucci liên tục phải nhắc nhở, uốn nắn cầu thủ, dù là tuyển thủ quốc gia đã chinh chiến nhiều giải đấu. Cả thầy và trò đã bắt được bệnh, nhưng để chữa trị, cần rất nhiều thời gian, sự kiên trì và niềm tin dành cho nhau. Chuyên gia Đoàn Minh Sương chia sẻ, huấn luyện viên người Pháp đang rà soát toàn bộ lực lượng bóng đá Việt Nam, từ U20, U23 đến đội tuyển quốc gia để tìm con người phù hợp với triết lý và lối chơi xây dựng cho đội. Cách đá phòng ngự phản công đã mang lại thành quả, nhưng ở châu Á, đội tuyển Việt Nam mới nằm ở nhóm 2 khu vực. Muốn lọt vào nhóm 1, phải có phong cách thi đấu mới. Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá, huấn luyện viên Trucci đang thuận lợi nhờ có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Ông luôn chọn cầu thủ phù hợp với lối đá. Nhà cầm quân người Pháp sẽ tạo ra lối chơi mới để thúc đẩy cầu thủ cạnh tranh hơn, thay vì đá theo khuôn mẫu đã cũ mòn. Nếu ông thực sự áp dụng được triết lý mới, đội tuyển Việt Nam sẽ rất đáng chờ đợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.